Nuôi tôm vụ đông hay còn gọi là nuôi tôm trái vụ những năm gần đây đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân khu vực các xã Bãi Ngang, huyện Kim Sơn. Thời điểm này, bà con đang chuẩn bị cho một vụ nuôi mới. Tuy nhiên, đây là vụ có tính rủi ro cao vì thời tiết, dịch bệnh. Vậy người nuôi cần lưu ý gì để có một vụ nuôi thắng lợi? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Là một trong những hộ nuôi tôm với quy mô lớn, bình quân mỗi năm gia đình anh Trịnh Đình Tú ở thị trấn Bình Minh xuất bán hơn 10 tấn tôm thương phẩm. Phát huy hiệu quả kinh tế của việc nuôi tôm trái vụ, năm 2020, anh Tú đã đầu tư xây dựng 4 ao tròn nổi, bình quân mỗi ao 500m², có mái che, lót bạt dưới đáy ao và hệ thống quạt oxy để kiểm soát nhiệt độ, giúp tôm sinh trưởng tốt trong mùa đông. Để con tôm nó được khỏe mạnh ấy, thì trước hết là mình phải xây dựng cái mô hình nó đúng kỹ thuật này. Rồi là cái thứ hai nữa là mình mua con giống tốt, uy tín. Cái thứ ba nữa là phải chọn cái thức ăn có chất lượng tốt. Nuôi cái con tôm ấy là mình bán trái vụ. Đấy, thì cái giá trị kinh tế của nó cao hơn. Ví dụ như là chính vụ của nó là 150.000 trên 1 kg tôm, 40 con. Nhưng mà trái vụ có thể lên 250.000, 280.000 đấy 1 kg. Vào mùa đông, nhu cầu thị trường tôm thương phẩm phục vụ các ngày lễ Tết là khá lớn, nhưng nguồn hàng lại khan hiếm do nhiệt độ xuống thấp nên khó nuôi hơn các mùa khác trong năm. Trong khi điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất của tôm là ở khoảng 27 độ C, do đó người nuôi cần chú trọng đến các yếu tố kỹ thuật để tôm sinh trưởng phát triển tốt. Đối với những hộ mà nuôi tôm trong mùa đông nuôi tôm trái vụ này, điều kiện môi trường nhiệt độ đã đang giảm thấp, không thích hợp cho tôm sinh trưởng và phát triển thì các hộ cần phải bố trí cái hệ thống nhà lưới, nhà bạt để nuôi tôm trong mùa đông. Và bà con cần phải chú ý là dâng mực nước lên đấy, để duy trì cái mực nước ao nuôi ổn định, trung bình thấp nhất cũng phải tầm từ 1,2 m đến 1,5 m trở lên. Ngoài ra thì bà con cần phải thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường, chăm sóc quản lý ao nuôi, đặc biệt kiểm tra thì hai yếu tố môi trường quan trọng mùa lạnh thường hay biến động, đó là yếu tố về oxy và yếu tố nhiệt độ. Khi kiểm tra nếu mà có điều kiện gì nó bất thường không ổn định thì phải có những cái điều chỉnh quản lý kịp thời. Ngoài ra thì bà con cần phải cho tôm ăn đầy đủ, định kỳ bổ sung các loại vitamin, khoáng chất vào thức ăn cũng như là vào môi trường ao nuôi, định kỳ sử dụng các loại chế phẩm sinh học cũng như là sử dụng vôi để ổn định môi trường nước ao nuôi, giúp cho môi trường nước ao nuôi luôn luôn là trong sạch, ổn định, thích hợp thì tôm nuôi sẽ phát triển. Khi nhiệt độ ao nuôi mà đã xuống dưới 15 độ C thì các hộ nuôi không cho tôm ăn nữa. Đấy, và các hộ nuôi phải theo dõi, quản lý, đặc biệt là đối với nhiệt độ mà xuống dưới 10 độ C thì con tôm nếu trong thời gian kéo dài, con tôm có thể chết hàng loạt. Đấy, nên là các hộ cần phải chú ý quản lý môi trường ao nuôi, đặc biệt yếu tố nhiệt độ. Và cần phải theo dõi nhiệt độ khi mà những cái ngày trời ấm hoặc những cái ngày thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày thì các hộ lúc đó cần phải tăng cường cho tôm ăn, những là quản lý ao nuôi tôm, cho tôm ăn những cái lúc mà nhiệt độ nó cao thì lúc đó con tôm nó sẽ bắt mồi, sẽ ăn được cái lượng thức ăn cao nhất. Như vậy, người nuôi tôm cần kiểm soát chặt các chỉ số môi trường, bổ sung các loại khoáng chất, đồng thời theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp chăm sóc phòng trừ dịch bệnh để đạt hiệu quả kinh tế cao.